Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là HobbyCoin. Thì chương trình này góp nó như sau nè các bạn. Thì top 10 thợ săn kiếm được nhiều điểm nhất thì sẽ vị trí đầu tiên thì sẽ nhận được 1.000 đô, vị trí thứ hai thì nhận từ 200 đô, vị trí thứ ba nha sẽ nhận được 100 đô các bạn. Và số token trị giá là 1.500 đô sẽ được phân phối cho những người tham gia kiếm được nhiều điểm nhất các bạn. Thì cho tất cả các người dùng các bạn. Thì con này nó chạy trên nền tảng của Polygon Matic nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link không các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter. Dự án này mà mình thấy nó cũng ngon các bạn. Rồi bạn theo dõi nha các bạn. Rồi trên Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm tiếp tục. Tiếp tục các bạn retweet nữa. Rồi các bạn vô đây các bạn like nè các bạn. Các bạn thích nè, các bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm tiếp tục. Tiếp tục các bạn tham gia kênh Telegram đó các bạn. Các bạn chỉ cập 10 giây nha các bạn. Trên kênh Telegram này các bạn join sao nè các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhập vào ba cánh cụm nè, vào setting, copy username mình nè. Các bạn dán vào đây nha tất cả các bạn. Rồi bấm tiếp tục. Rồi các bạn truy cập trang web của nó nha các bạn. Xem qua 10 giây thôi các bạn. Rồi các bạn bắt up nữa các bạn. Rồi bạn bấm tiếp tục nữa các bạn. Tiếp tục các bạn nhập địa chỉ với Polygon Matic của mình các bạn. Thì các bạn nhớ tích hợp mạng Polygon Matic vào các bạn. Đây là... Rồi trên địa chỉ với thì các bạn mở ra bạn tìm địa chỉ với Polygon Matic các bạn. Các bạn nhớ tích hợp vào MetaMask của các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào sao chép địa chỉ với mình nè. Nó cũng tương tự như với ETH thôi các bạn. Rồi bạn dán vào đây nè. Các bạn bấm tiếp tục nè. Mở khóa ra 54 mục nữa. Rất là nhiều luôn các bạn. Tiếp tục thì các bạn bỏ phiếu trên Conciper. Theo dõi Hubber trên TikTok nè. Rồi chỉ cập vào cái tiết nè các bạn. Trên cái tiết thì các bạn bấm vào John Camuti nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm tiếp tục nè. Rồi các bạn nhấp vào một upload nha các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sử dụng bắt đầu bằng thẻ tang và gắn thẻ ba người bạn. Các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Các bạn tang ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi bấm đăng test nè. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm đã test nè. Ok. Ok ta. Sorry các bạn. Các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn. Các bạn xóa bài nãy đi các bạn. Làm hoài mà sao ngu quá. Nhấp vào avatar, nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn xóa cái bài các bạn đã tweet đi các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn tweet thôi các bạn. Các bạn bấm đăng test là được các bạn. Rồi các bạn bấm đã test nè. Sao mà đã test rồi mà kỹ ta. Này mà đã test rồi mà. Sorry các bạn bỏ hết đi các bạn. Bắt đầu bằng thẻ tang nè. Để tự quyết lên. Các bạn bỏ cái dòng này hết đi các bạn. Lần này nó không được nữa, mình bỏ luôn các bạn. Mình không làm nhiệm vụ này luôn.
Dự án này xài một cái. Rồi, tất cả các bạn tăng ba người bạn mình vào đây nè các bạn. Không được nữa, thôi rồi luôn. Các bạn đăng test vào nè. Rồi, các bạn quay trở lại nè. Đâu ta? Rồi, các bạn quay trở lại nha bạn. Các bạn bấm đã test nè. Sao không được luôn trời. User tan ba người bạn. Thôi nhiệm vụ này các bạn thay bỏ qua đây các bạn. Bạn bỏ đi các bạn. Sao cũng không được chứ. Tiếp tục follow TikTok nè. Các bạn bấm vào xem ngay nè. Up fun TikTok. Trên TikTok các bạn bấm vào continue các bạn. Được rồi, khỏi cần follow của bọn bạn. Sau đó thì các bạn vút con Simber nè. Nó có pin nữa ta. Rồi các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn vút nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Bạn bấm vào click. Trời ơi, trời chỉ gặp mấy giây. Dự án này quá xàm. Ta vuốt rồi thì thôi. Rồi bắt đắp lên. Lần này được rồi. Rồi bạn bấm continue nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow John Discord nè. Trên Discord các bạn chấp nhận là mờ người ta các bạn. Máy lọc chậm quá. Giờ đây Discord các bạn chat thành câu đi nè. Chép luôn phải là người máy các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên người ta các bạn. Rồi bạn bấm continue nè. Rồi follow Happy Coin nè. Bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký cái tài khoản nha các bạn. Để mình coi mình. Bạn vào đây các bạn khỏi follow luôn được nữa các bạn. Mẹ sẽ bắt follow hoài trời. Cái án này khó quá. Các bạn nào muốn follow thì đăng ký và follow các bạn. Mình bỏ qua luôn các bạn. Rồi bằng son này nè. Mình là biến đăng ký quá. Rồi vào đây xem qua website nó mang bắt đập lên nè. Rồi đăng ký email luôn nè. Rồi vào đây các bạn điền là địa chỉ email của tất cả các bạn thôi các bạn. Continue luôn đi. Kyron Happo. Rồi vào đây thì các bạn bấm vào đây lấy đinh dép chia sẻ trong bè những người thân các bạn. Vào đây thì các bạn xem qua website của nó để kiếm 2 điểm mỗi ngày nha các bạn. 2 ticker. Rồi các bạn vào đây các bạn xem qua thôi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên. Mà không continue nữa. Rồi các bạn. Để video mình đến đây cũng kết thúc. Mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.